Tổng kho Đào Duyên xin chào các bác đam mê với chim đêm nhá. À, chơi món chân hương, món rẽ hôi các bác. Bãi của em ngập hôm nay bắt đầu đánh được. Tối qua 9 giờ bật loa xong các bác. Đấy, hôm qua cắm thêm mấy cánh lưới vạc nữa các bác. Đấy, để đánh vạc nhưng mà cái đầu vạc chẳng biết làm sao nó lại không kêu. Đây, tiện thể có ít chân hương với chót này các bác này. Bãi đánh chân hương chót thì phải có nước các bạn. Đấy thì bao nhiêu năm rồi em có đánh cái loại này đâu. Thì hôm nay đánh chót cả chân hương này. Đây các bạn này, rẽ này. Rẽ mắc lưới vạc này, chân hương này. Úi dồi. Úi dồi. Chín luôn các bạn này. Quá nhiều luôn. Này chót hôi này các bạn này. Đây, chót hôi dạo này các bác đang đánh được nhiều rồi. Đây. Chân hương này. Ui, thêm bao nhiêu con? 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 này. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 con này. 18. Con đây nha các bác nha. 18 này. Đấy. Ui, nhiều lắm các bạn. Quá nhiều luôn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ủa em đang đứng chờ nữa. Tắt loa đi con ơi. Tắt hai loa đi. Đấy, đợt này nhiều rô phi như này thâu nuôi vạc các bạn. 28 con. Ui, đằng này không. Thao hồ. Đưa ông bố. Bảo. Đằng này xem cánh đằng này nữa các bạn. Đấy, xem cánh đằng này. Ui, cánh này à. Cánh đằng này có ít thôi. Cánh đằng này có chục con, hơn chục con thôi các bạn. Rẽ này các bác này. Đấy. Đây, bãi của em bừa rất chi là đẹp đây. Đây. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 con. 38 con các bác. Tương đối. Nói chung là đánh con rẽ hôi này thì thấy các bác ở được nhiều lắm thì cũng đánh thử các bác. Ra đồng em thì nó không được đẹp lắm, chỉ được mỗi cái bãi đẹp thôi. Cái bãi thì em làm rất chi cẩn thận các bạn. Bãi làm rất chi cẩn thận luôn. Đấy. Đấy, nói chung là có làm thì có ăn các bạn. Thì à, buổi hôm nay à, nước nó rút thì bắt đầu mới đánh được các bạn. Còn mọi khi có đánh được đâu. Đấy thì đây các bác à, đi đánh chim đêm thì tập trung vào, bác nào mới đánh thì tập trung vào mấy con này đánh cũng được các bạn. Thì à, em sẽ lên video liên tục cho bác xem. Đấy, đánh con rẽ hôi này, đánh con chân hương này, đánh con te vàng này, đánh con rẽ run này, đánh vạc này, đánh hú này. Đấy, mùa này đang đánh các con đấy. Thì bác nào có bãi đánh con gì thì cũng nên đánh đi. Đấy, bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác, xin chào tất cả các bạn.